Chào mọi người, em Linh kênh đầu Nhật Bản. Em cảm ơn mọi người đã xem video. Thì em vừa lên phần 1. Đó, phần 1 là một số đầu bếp, là một số đầu nghề. Giờ em tiếp tục phần 2 cho mọi người. Thì nội quy mua hàng thì đối với những chú bác anh em lần đầu mua hàng bên em thì vui lòng đặt cọc hoặc là chuyển khoản. Thì giá đây là chuyển khoản, em bao ship. Còn ship COD thì vui lòng đặt cọc cho em thẻ cào Viettel. Dạ, khi em đã chốt hàng cho mọi người rồi thì mọi người vui lòng gửi địa chỉ giùm em nha. Đơn hàng hợp lệ là đơn hàng phải có địa chỉ. Dạ, em giữ hàng cho mọi người tới 10 giờ trưa ngày mai. Qua 10 giờ trưa nếu không có thông tin gì của mọi người thì đơn hàng sẽ tự động hủy và không báo lại nha mọi người. Mong mọi người thông cảm nha. Rồi mọi cái vấn đề mua bán khác mình trao đổi sau nha. Giờ em tiếp tục cái phần 2 này. Tiếp tục phần 2. Thì bây giờ em sẽ đi lại nha. Rồi cái cây kèm này là kèm tốt dây điện này, nó chỉ có một cây nên em không đánh mã số luôn nha mọi người ha. Kèm tốt dây điện của Vietcell nghe, Vietcell Japan nha. Đó thì cái cây này nó là size B, size B thì nó tuốt được các cỡ dây là 1.0, 1.6, 2.0, 2.6 và 3.2 ha. Được tuốt được 3.2 nha mọi người ha, hoạt động bình thường. Thì cái dây cái cây cho mọi người con ngoại hình trước nha, cán cao su còn đẹp, còn liền lạc hết á, không bị nứt mẻ gì hết á, cán dày, nó ngoại hình còn đẹp, lưỡi còn bán ok nha, hoạt động bình thường. Cái dây này là dây đi bóng đèn thì em sẽ tuốt cái lỗ 1.6 nha. Thì cái này nó có khả năng là tuốt được hai dây một lượt nha mọi người. Thì đối với ví dụ như dây đi bóng đèn mình có thể tuốt cái lỗ 1.6 và lỗ 2.0 được nha, chứ không nhất thiết phải là tuốt một dây. Thì dây đi bóng đèn của mình là nó là dây 1.5, 1.5 hay gì á, dây 1.5 á mọi người. Đó, ví dụ này bây giờ em tuốt một dây nè, một dây là tuốt lỗ 1.6, 1.6 ha, tuốt lỗ 1.6 là ok, không đứt ha. Và mình có thể tuốt luôn được cái lỗ 2.0 luôn, tức là mình có thể tuốt được hai dây một lượt đây ha. Đó, nó hiện tại là nó nằm ở trong lỗ 1.6 và lỗ 2.0 nè, hai dây một lượt nha, ok nha, không bị đứt dây. Lưỡi còn đẹp, em vệ sinh đồ sạch sẽ cho mọi người đó. Rồi cây này kèm tuốt dây điện 350.000, chuyển khoản em bao ship không mã nha mọi người. Rồi tiếp theo, rồi tiếp theo cái này đi, cái combo một cây mở đá đa năng đa cỡ, nó mở từ 10 ly tới 30 ly, tức là máy nhỏ máy lớn gì nó mở được hết mọi người, từ 10 ly tới 30 ly ha. Góc này để khóa lại đó, 10 ly tới 30 ly. Rồi một cái cờ lê tự động của KTC, không có đảo chiều KTC á. Số 8, số 10 còn rất là mới nha, rất là mới. Đây phần mạ vàng còn nguyên luôn nè, phần nhựa nó còn nguyên luôn. Đây thì mạ mạ chrome ha, còn rất là đẹp, rất là đẹp ha. Không có đảo chiều, không có cần gạt đảo chiều nha mọi người. Đảo chiều thì mình lật qua lật lại ha, đảo chiều mình lật qua lật lại thôi. Số 8, số 10. Số 10 này có đầu điếu mọi người. Đầu điếu này nó dài tầm 1 phân 2. Còn cái cây này thì nó dài 12,5 cm. Nha, số 8. Số 8 thì nó bằng. Số 8 thì lục giác. Lục giác á, số 10 thì hoa thị nè. Rồi cây mở đá của top. Đó, AP
1030L top Saben. Cái này thì nó có bị nổ mạ rôm chút xíu à. Nó nổ cái mặt này ha. Còn lại mặt này thì sáng đẹp. Là cái vỏ nó ngay đuôi này nó có bị tét nha mọi người. À, tét nè. Nói về mọi người quấn băng keo thì lại xài. Cái mở đá thì mở được từ 10 ly tới 30 ly nha mọi người. Rồi mã số 7115 250.000. Chuyển khoản em 3 set. Tiếp theo. Theo cái này luôn đi. Khỏi theo số luôn đi. Tiếp theo là combo hai cái kèm nước của top luôn. Một kèm mẫu quả. Kích thước 250 mm top. Japan nó còn đẹp. Vỏ có ốp cao su, cao su thì cũng có bị chạy chuột cắn cá rồi. Mà kèm thì còn đẹp. Cái ngoại hình nè. Không có bị chốc. Không có bị chốc xi. Nước mạng còn rất là đẹp. Răng thì còn rất là đẹp luôn. Răng này xài lướt thôi à. Nhưng mà răng thì còn đều đặn hết. Không có bị dập nha mọi người. Không có bị dập nha. Thì cái mẫu quả này nó mở, cái khả năng mở của nó thì nó mở được ống khoảng 45 nha mọi người. Khoảng 45 đổ lại nha. 45 đổ lại. Khoảng 45 đổ lại ha. Rồi, một cái cây cờ lê đa năng, cờ lê gốc hẹp, cờ lê nhanh. À, đó cũng của top luôn, top á, MT 1320 top Japan á. Cái này nó chỉ ố ố thôi nha mọi người, nó không có bị chốc xi nha, có bị chốc một vài chỗ thôi à, đi ti thôi à, chứ không có nhiều. Thực ra nó còn sáng lắm á, nhưng mà tại em vô tình em giục vô cái thùng hóa chất mà dùng để chống rỉ sét cho kim loại á, là cái dung dịch để chống rỉ sét á, là vô thì nó bị ố ố vậy nè, chứ nó không bị chốc xi nha, nước xi nó còn rất là nhiều. Còn răng cỏ nó thì ok nha, răng thì còn đều đặn luôn, răng rất là to nha. Thì cây này cái cơ chế của nó là nó có hai nấc mọi người, có hai nấc này giống như kim pro ha, có lò xo trong này. Thì cơ chế của nó là nó thao tác nhanh đó mọi người. Nó thoát nhanh. Ví dụ đi. Em ví dụ đây là cái ống đi ha. Thì mình đưa vô ống á, là mình có thể đưa thẳng vô được nè. Là tại vì cái nhàm này nó sẽ có lò xo nó bung ra, đưa thẳng vô. Xong rồi mình dặn. Mình dặn thì mình không cần phải rút ra. Tại vì cái này cơ chế nó có lò xo nè. Đó, mình dặn qua rồi mình trả ngược lại thì nó cái lò xo nó sẽ nhả nhả cái hàm ra, thì giống như là mấy cái cây cờ lê nhanh đó mọi người. Đó, mình cứ cầm vậy mình dặn hoài thôi, không cần phải rút ra đưa vô, rút ra đưa vô vậy ha. Đó là cái cơ chế hoạt động của nó là như vậy ha. À, rồi cái thứ hai nữa là nó mỏng thì chú bác anh em làm bên ngành nước á, nhiều khi mình cần đưa vô những cái gốc kẹt á ha, gốc kẹt mà những cái cây kèm nước lớn dày á mình không thể đưa vô được á, thì cây này nó sẽ qua giải quyết nha, nó giải quyết cho mình. Thì nó có hai nấc, nó hai nấc thì cái nấc nhỏ của nó thì nó mở được cái nấc nhỏ đó thì nó mở được tầm 22 23, 24 gì, 24 đi. Nó mở được từ 24 ha. Cái nắp nhỏ. Và khi mình mở ra nắp lớn á, thì nó mở được khoảng 35 nha. 35, 36 á. Đó. Khoảng được 35, 36 á. Nói chung là từ 24 cho đến 35. Nó mở được từ 24 tới 35 ly ha. Cái đuôi này nó có cái dẹp dẹp, những cái cại nại gì nè. Nó ngoại hình nó chỉ nó có thành lò xo nè mọi người, ngoại hình nó chỉ xù xì vậy thôi, nhưng mà xấu xấu nhưng mà kết cấu nó bền vững nha mọi người. Rồi ok, hai sản phẩm của top
Mã số 7117 giá 370.000, chuyển khoản em bao ship. Tiếp theo kèm đi. Combo hai cây kèm. Một cái kèm cắt có một lỗ tuốt và một cái kèm điện. Cây kèm cắt một lỗ tuốt này của thương hiệu 3bit. 3bit ha. Hàng Zip nội địa Nhật. Chữ Japan đây mọi người. Chữ Japan đây ha. Cây kèm này nó dài 16,5 cm, 16,5 cm. Rồi cây kèm điện thì nó dài 19 cm, hơn 19 cm. Cây kèm cắt còn khá đẹp nha, bề mặt thép không bị rỗ ha, chỉ mù mù vậy thôi, không bị rỗ nha. Đó, chỉ do bên giờ nó mới rõ nè. Đó, lưỡi cắt thì còn nguyên zin, không nhâm không mẻ nha mọi người. Đó, một lỗ tuốt dây điện. Rồi cái kèm điện, cây này của Mary. À, Mary. Ở ngoài đầu kèm cũng còn khá là mịn màng. Khá là mịn màng. Nó có cái ngàm này, nó có cái này để mình có thể kẹp được ốc của mọi người, mình kẹp mấy con ốc đó, nó vững hơn là mình kẹp ở ngoài này. Mình mở mấy con ốc á. Mình kẹp, mình mở mấy ngóc, mình kẹp cái đây nè, nó vững hơn nha, nó vững hơn. Đó, ngoại hình còn khá là đẹp. Vỏ, vỏ này thì có bị cấn rồi, cấn cá chút đỉnh rồi. Nhưng mà cơ bản nhìn cũng còn đẹp lắm. Cấn nè. Mary Japan ha. Cái này thì lưỡi cũng không nhâm không mẻ luôn. Răng thì còn đều đặn. À, còn thẳng răng, răng rất là to, rất là dày. Này nó hơi khô dầu nha mọi người, tại vì em vệ sinh em rửa bằng dầu quả, thành ra nó khô. À, cắt tốt, cắt tốt. Rồi cái kèm cắt một lỗ tuốt, một lỗ tuốt dây điện. Này tuốt được dây đi bóng đèn nha mọi người, hoặc là dây nhỏ hơn cũng được, hoặc là lớn hơn cũng được. Nói chung là mình đưa vô rồi mình cắn đó. Mình cắn cho nó dập dập vỏ rồi mình tuốt ra thôi. Cắt thì chuyên dụng thì cắt khỏi phải bàn rồi. Cây 16,5 cm, một cây 19 cm, hai cây. Mã số 7118 giá 280.000. Chuyển khoản em bao ship. Một chín rồi quá. Một 7119 rồi mọi người, giờ tới 7120 đi. Lại cặp búa gò. À, cặp búa gò, một cây ra đầu hình dạng elip, một cây ra đầu dạng bát giác. Bát giác ha, bốn cạnh lớn lại bốn cạnh nhỏ. Đó, hai cây này là chưa có xài. À, mọi người nhìn thấy ha. Một cây mạ trắng, một cây mạ đen. Đó, bề mặt nó còn rất là đẹp nha. Cây bát giác thì mạ trắng nè. Cây elip thì mạ đen. Cán còn mới tinh luôn. Cây bát giác này nó còn cả siêu luôn nè. Cái siêu bọc á, cái bọc của mọi người. À, còn cây này thì mất siêu rồi, còn tem thôi. Cây bát giác là nó nặng 3 lạng. Cây elip thì nó nặng 3 lạng mốt. Hơn nhau 10 gram mọi người. Cây này cán nó ngắn hơn, cây elip này cán nó ngắn hơn nhưng mà nó nặng hơn. Cái này nó dài, cái tổng dài có 3 tấc à. Còn cây này nó dài tới 33,5 cm rồi. Cây bát giác nè. Cái bát giác này thì cái đầu búa nó dài 7/8, 7,8 á mọi người. Cây này thì 7,8 luôn. Hai cây này nó tương đương nhau á. Ngoại hình còn đẹp nha mọi người.
mới chưa có xài nha, chưa có xài ha. Chữ đồ đầy đủ nè, kháng còn rất là đẹp nha, cặp búa gò. Rồi mã số 7120, giá 280.000, chuyển khoản em bao ship. Rồi tiếp theo là một cái cây cờ lê đua chuột số 17 19 của KTC. À, KTC on alloy steel là thép siêu cứng đó mọi người. Thép on alloy steel á. Đầu bằng không có điếu. Tự động đảo chiều. À, rất là dài nha, đuôi cán nó có phần nhựa. Cây này nó tổng dài là 37,5 cm. 37,5 cm. Hơi tối rồi mọi người, để mở đèn xíu nha. 37,5 cm nha. Rất là dài luôn. Dài xiết rất là thoải mái. Cây này thì nó mạ phosphor pho. Cái dòng này là nó mạ phosphor pho nha mọi người. Nó không có sơn. Nó không có sơn nha. Nó mạ phosphor pho. Đó. Cây này thì ở bển mấy ổng xài. Mấy ổng mài. Mấy ổng lít cái đầu nó xíu nè. Để chắc mấy ổng là đưa vô cái vị trí bị kẹt á, mấy ổng lít xíu nha. Nha. Nhưng mà cái hình thù nó còn rất là đẹp nha. Chắc lít không có nhiều đâu, xíu à. Răng bên trong nha. Răng bên trong thì bao đẹp luôn. Nghe rất là đanh nha. Mạ phosphor pho rất là cứng nha. Cái dòng này mà cái dòng mà mạ phosphor này rất là cứng mọi người. Cái loại KTC á thường là họ sử dụng thép alloy steel nè. Thép này rất là cứng nha. Rồi mã số 7121 giá 250.000, chuyển khoản em bao ship. Đuôi cán này nó bị nứt đây xíu nha mọi người. Không phải nứt mà bị chạy á, bị chạy. Tiếp theo một cây của top, cây này thì nhỏ, cây đuôi chuột của top, cây này thì nó xây số 12 14 ha, top cũng mạ phosphor luôn. Mà cây này điếu. Điếu ha, tự động đảo chiều điếu. Căng bên trong thì bao đẹp luôn. Ha, ngoại hình cây này thì cái đầu nó có bị vọng lên xíu nha mọi người. Nè, vọng nè, nó tà tà ha. Xíu thôi. À, cũng mạ phosphor pho luôn à, còn xài ok, lò xo còn đẩy tốt nha, hoạt động tốt. Cái này chiều dài của nó là 23,5, cái điếu này là 1/1/1, 1/2 gì đó, độ dài của điếu mọi người. Điếu thì mình dùng để dặn ở trong mấy con ốc mà nó âm xuống dưới ha. Tức là nó thấp hơn so với lại mặt phẳng á. Dùng để dặn mấy con ốc như vậy. 7122, 200 ngàn, chuyển khoản em bao ship. Rồi tiếp theo cũng là một cây đuôi chuột nữa, cũng của top luôn. Cây này thì nó số 11, 13. À, 13, 11, 13 ha, top luôn, cũng mạ phosphor luôn. Nhưng mà cây này thì cái đầu còn láng o, không có bị vọng nha. Cây này còn đẹp hơn. Điếu dài hơn. 11, 13. Điếu nó dài tới 2/7, 2/7, 2/8 lận. Ha. Lò xo còn hoạt động tốt. Bên trong thì còn ok luôn. Nó đang bao đẹp luôn á, rất là nhọn. Mười một, mười ba, nó dài cũng 23,5 cm, bằng với cây 12-14 luôn. 7123, 200 ngàn, chuyển khoản em bao ship. Rồi tiếp theo em có một cái Eto của SK, Eto kẹp bàn mọi người. Nó dòng Eto kẹp bàn nha.
Eto này là cái Eto này là ngàm ngàm 65 nha. 65 66 gì lận á, 65, 65 đi. Ngàm 65 nha. Còn rất là đẹp nha. Cái này á bản thân của nó cũng sơn đen vậy nhưng mà nó hơi bị chốc chốc rồi, hiện nay em phun sơ lại cho mọi người thôi. À, còn bằng trơn màu đỏ nó nguyên bản nè. Đó, ngàm của nó thì còn đẹp nha, có dấu xíu đây thôi. À, càng rất là khít nha, kẹp ba ba cốt, kẹp giấy là không rớt á, rất trơn tru nhẹ nhàng nha. Thì cái cây ô tô ngàm 65 này thì nó mở được chắc tầm 4 phân luôn, nó kẹp được vật liệu là 3 phân 6 nha mọi người. 3 phân 6 là em mở là cái, nó còn bám răng ở đây là 4 5 răng á. 3 phân 6 ha, 3 cốt ha. Đó. Đây ngàm bên trong của nó đây. Ngàm bên trong nó chỉ bị nhâm 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 thôi nha mọi người. Không có mẻ nha, không có lún gì luôn nha. Nó chỉ bị nhâm 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 thôi nha. Đó, mọi người có thể nhìn thấy còn những cái đường phay của nó luôn á. Nói chung là còn rất là ok. Và cái con ốc ốc me này nè, nó xài là con ốc trận là bằng con ốc này ha. Nó bắt vô cái lỗ này để nó giữ con ốc me lại ha. Còn có loại nó xài cái phe, có loại xài phe đây nè. Cái phe thì nó hơi bị yếu nha, cái phe thì nó hơi bị yếu, nhiều khi mình kẹp cứng quá mình dặn ra là nó đẩy banh cái phe luôn á, nếu phe bị yếu quá là nó đẩy banh cái phe luôn. Còn cái này thì nó làm con ốc này là chấp luôn ha, bao xài luôn, trơn tru nhẹ nhàng nha mọi người. Cái Eto này làm rất là cứng cáp. À, không hở sáng luôn nha mọi người. Nó làm rất là cứng cáp mọi người. Cái bông bông mai nè. À, bằng bằng thép á, rất là dày dặn luôn á. Và cái chén cũng vậy nè. Cái chén cực kỳ dày luôn. Cái chén cũng bằng thép luôn nè, thép dày á. Chúng phải mấy cái chén mỏng 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 đâu, đó mình kẹp rất là chắc chắn nha. À, SK là một thương hiệu của Nhật nha mọi người, 7124 450.000, chuyển khoản em bao ship. Rồi tiếp theo đây là một cái kéo cắt tôn thép đen mạ pháp pho giống như Mitsu, nhưng mà cây này không phải Mitsu, cây này là Mimatsu, made in Japan, chập chềm, thép đen, mạ đen luôn, cái gì cũng đen luôn, cái lò xo đen luôn, có cái vỏ giống vỏ Mitsu thôi, với lại cái khóa giống Mitsu rồi ha. Cây này cái lưỡi nó là còn, nói chung là còn rất là đẹp luôn á, không có bị rỗ gì luôn á, còn rất là đẹp luôn á, rất là mới luôn á. Cái này thì cái lưỡi răng cưa nha mọi người, lưỡi là răng cưa nha, lưỡi răng cưa chống trượt, khi mình cắt tôn này là cắt cái thép gì đó là nó chống trượt nha. Đây là cái gì cắt sao không có cái gì để cắt hết. À đây có cái nắp lon sữa nãy em test cái khui hộp nè. À, đó cắt rất là sướng nha mọi người. Đấy, em cắt tay trái nha, cắt tôn mình cắt tôn nó bám vô, nó không có bị trượt như thằng Mitsu. À, Mitsu thì nó hơi bị trượt nha, còn này là nó không bao giờ bị trượt, đưa vô cắt thôi à. À, nó không có bị trượt, rất là vững. Lưỡi nó là còn nguyên zin nha mọi người, không nhâm không mẻ nha. Lưỡi nào mọi người nhìn lưỡi nó nè. À, lưỡi còn rất là đẹp luôn á. À, cây này dài 2,5 tấc nha mọi người. Thì cây này nó mình cắt tôn nó là cái mí tôn đó mọi người, nó chạy vô đây nè, tại vì nó thiết kế so với mặt thẳng là nó nhỉnh lên vậy nè.
Đó, mọi người thấy nó nhỉnh lên nè. Đó, khi mình cắt tôn đó là cái mí tôn đó, nó sẽ chạy vô đây nè. Nó chạy vô đây, nó chạy thẳng ra đây. Mình nó không có bị sốc vô cái tay mình ha. Rất là hay. Cái vỏ nó thì cái vỏ nó có bị cấn cá nha mọi người. Mà cái này không có xài bên điện đâu, cái này về mọi người có thể quấn băng keo hay gì đó, mà hay mua ống thun về mình làm lại ha. Cái vỏ cũng còn đẹp đó. Mình hơi chạy chỗ thôi là chứ không có gì hết. Rồi mã số 7125 350.000, chuyển khoản em bao ship. Tiếp theo là một cây đỉnh, cây cắt tôn, cây này không biết phải cắt tôn luôn nữa, cây của Sato nè mọi người, Sato Japan á. Cây này thì em nghĩ chắc họ cắt thép tấm á, chứ không phải cắt tôn đâu, tại vì cái lưỡi nó cực kỳ dày luôn. Cái lưỡi này nó dày chắc tầm còn 4-5 ly á. Năm ly, cái lưỡi của nó là 5 ly nha mọi người, mà nó thiết kế là bằng luôn, gần như là bằng, chỉ hơi là lại hơn xíu thôi, gần như là bằng nha. Thì thiết kế vậy thì đương nhiên là cái lực cắt nó rất là mạnh rồi, cái khả năng cắt. Và cái này là thiết kế cộng lực nữa nè. Cộng lực thì em nghĩ chắc này nó không dùng để cắt tôn đâu, nhưng mà mình muốn dùng cắt tôn thì mình cắt thôi. Nghĩ là họ dùng để cắt đai, mấy cái đai đai thép hay là cắt thép tấm rồi đó. Nó lưỡi còn rất là đẹp nha mọi người, lưỡi không nhăm không mẻ nha, cái này còn mới tinh rồi. À, cái nước mạ của nó còn nguyên nè, để chốc đẹp xíu thôi. Nó hai lưỡi ha, nó Sato, cái vỏ nó có cao su dày luôn, cao su rất là dày nha, còn đẹp. Lưỡi cong nha mọi người, cái này lưỡi cong nha. Lưỡi cong thì mình có thể cắt tôm, mình có thể bo góc được ha, mới bo tròn, bo phải bo trái cũng được hết. Nó hay như vậy đó, bo phải bo trái cũng được hết. Bo phải bo phải thì lật qua, bo trái lật lại thôi. Cái này tổng giờ là 2 tấc 3, 2 tấc 3 ha. Thì cái ngàm nó mở ra được cái ngàm nó mở ra là được khoảng 2 phân rưỡi mọi người. Nó mở ra là mình có thể cắt được 2 phân rưỡi nha, cái lưỡi cắt 2 phân rưỡi. À, vỏ còn rất là đẹp luôn, Sato. À, Made in Japan. À, phải chữ Made in Japan đây nữa nè. À, trên đây thì có dập dập luôn nha, cái này dập chìm nha. Cái này là dòng T111 là loại lưỡi cong. Còn cái cây này là T110 lưỡi thẳng, Sato Japan ha. 7126 350.000, chuyển khoản em bao ship. Rồi cây này là 7127 cũng 350.000 luôn, chuyển khoản em bao ship, nhưng mà cây này là lưỡi thẳng ha. Dòng của nó là T110 nè, Sato Japan, thiết kế y chang vậy luôn. Cộng lực nè, mà cái này lưỡi thẳng và nó mở lưỡi ra thì mở được lớn hơn. Nó mở lưỡi ra thì cái khả năng cắt nó tới gần 4 ly, nó gần 4 phân. Ha, lưỡi thì cũng dày 5 ly. Tình trạng lưỡi cũng đẹp y vậy luôn ha. Đó, ngoại hình đẹp cũng y vậy luôn á. Đây. Đó. Sato Japan ha. Y chang hai cái này là một cặp á. Đó, Sato in Japan ha. Cái này thì cái vỏ đó, cái đuôi này nó bị lủng lỗ đây xíu thôi, nhưng mà không quan trọng, còn lại còn rất là liền lạc, rất là đẹp ha. Cái này thì chiều dài của nó là 23 cm, đỉnh của đỉnh đó, Sato là đỉnh của đỉnh đó mọi người, cắt rất là khỏe nha. Quên nữa, nãy giờ quên test cho mọi người coi nữa. À, cái tone này thì quá đơn giản rồi, cái tone này thì không có gì gọi là luôn á. Còn này là bo góc nè, bo tròn nè, đó đó, đi bo tròn mọi người thấy ha, bo trái bo phải lật lại, nó lật lại để bo phải, cắt rất là nhẹ nhàng.
Rồi hai cây đồng giá 350 ngàn chuyển khoản bao ship nha mọi người. 27. Rồi tiếp theo. Chắc lần này. Đúng rồi. Một cây cái kéo cắt cáp, cắp dây điện tự động. Cây này thì nó là thương hiệu của nó là cắt tốt ha, cắt tốt, cắt được cắp đồng nè, cu nè, L nè, cắp đồng, cắp nhôm nè, cắt được tối đa là phi 32 ly, 32 mm ha, tức là 3/2 mọi người, da ben nha, da ben nè, ta để như vậy mới đúng nè, da ben ha, lò xo, thép cuộn, cán thì bọc cao su, cái chỗ chặn này thì bị tét rồi, còn lại thì còn rất là êm tai nha, đó thì nó cắt cáp đó mọi người, này chú bác anh em bên điện lực nha. Đưa vô rồi cắt thôi, bóp ra lưỡi là còn nguyên zin nha mọi người, lưỡi còn nguyên zin nha, không nhâm không mẻ nha. Đây em mở ra cho mọi người coi lưỡi nè, lưỡi còn nguyên zin nha, đó nguyên zin không nhâm không mẻ. Đưa vô rồi bóp thôi. Đưa vô, đưa tới cái nhông thứ hai nha mọi người. Nhông thứ hai là nhông khóa nha. Nhông đầu tiên là nhông đẩy. Nhông đầu tiên là nó mình đốt xuống nó sẽ đẩy tới. Khi mình nhả ra thì cái nhông thứ hai nó sẽ nhảy ra, nó chặn lại. Nó chặn lại không có cho chạy cái lưỡi trở lại á. Ha. Thì mình phải đưa vô tới nhông thứ hai thì nó mới giữ được cái lưỡi nha. Rồi ok. Cái này thì chiều dài của nó 2 tấc 6, đó mình đút lưỡi vô vậy thì 2 tấc 6, này có khóa nè mọi người, khóa lại ha, hoạt động hoàn hảo, còn rất là đẹp luôn, thép không có bị rỗ, không bị nhăm gì hết, cái cây này thép là đỉnh luôn á, Ofen nè, đó, Ofen là khi mình muốn mở lưỡi ra thì mình nhận này xuống này, nhận đầu ngoài xuống nè mọi người, thì nó sẽ nhả cái nhông chặn này ra. Mình lấy lưỡi ra được nè. Đó. Ha. Nói chung là cái cơ chế hoạt động nó vậy đó. Rồi cây này mã số 7128. Giá 650 ngàn. Chuyển khoản em bao ship. Em nói thêm là em có một cái đầu. Cái đầu cắt cáp. Cơ chế hoạt động giống vậy. Nhưng mà nó xài cho máy. Máy cắt cáp á nha mọi người. Nó có cái loại máy dùng để gắn cái đầu cắt cáp vô để cắt á. Hiện tại em về được một cái đó nhưng mà em chưa vệ sinh kịp nên em chưa đưa lên kịp. Thì chú bác anh em nào đang xài máy cắt cáp mà cái lưỡi nó bị mẻ, bị hư á, mình có nhu cầu muốn thay á, thì liên hệ với em ha. Đó. Rồi cây này thì 650 ngàn, mã số 7128, 650 ngàn chuyển khoản em bao ship. Rồi, dít. Được hai mã dít mọi người, hai mã dít nha. Một cái combo dít chứ là một cái dít tự động. Rồi cái này. Một cái cán dít tự động đảo chiều. Ha, ở giữa là khóa, để giữa là khóa cứng chết. Khi mà mình cần dặn mấy con ốc bị ha, để giữa như là khóa nha mọi người. Ha. Đẩy lên đẩy xuống thì dặn ra dặn vô. Đó, cây này dạng như cây súng như nè. Cây này nó có thương hiệu ở đây nhưng mà nó bị bay mất tiêu rồi. Không biết của thằng nào luôn. Này thì không biết giống như của thằng Anet đó. Nhưng mà không biết. Không thấy da ben da bít gì hết trơn á. Nói chung là nó vậy đó. Thì lẽ ra trong đây nó có cái mũi vít nữa mà nó bị mất tiêu rồi. Đó thì em sẽ lấy cái mũi vít này. Thì cái set mũi vít này hình như là của thằng... cái màu cam này của led em led cơ hay gì đó, set mũi dít rất là xịn sò nha mọi người, mũi dít rất là xịn sò luôn á, led em led cơ là bot gì đó, đó em lấy cái set mũi dít này rất là nhiều mũi nha, với lại một cái đầu
một cái đầu nối dài, cái đầu mà xài cho máy bắn vít đó mọi người. Đây, đầu xài cho máy bắn vít nè, cái đầu này của Boss, Boss ha, đó, nó có 500 trong đây, dùng để nối dài. Đó, ví dụ như mọi người muốn nối dài thêm thì cái đầu này nó dài có 5 phân à, đó, thì mình nối dài thêm được xíu, đó, mình xài được nhiều mũi vít, mình gắn nó tiện hơn, ha. Thì những cái mũi vít, những cái mũi này là nó các cỡ nè. Ủa, cái này nằm bên đây chứ. Lục giác. Đây lục giác nè mọi người, ba mũi lục giác. Lục giác 5, lục giác 4, lục giác 3. Mũi này mũi trừ. Trừ 8, độ dày là 1.2 ly ha, in rất là rõ ràng luôn. Rồi này. Ủa, trừ 8, đúng rồi, trừ 8 dày 1.2 ly. Rồi 2 mũi trừ 5.5, 2 mũi nha, trừ 5.5 dày 0.8 ly. Rồi 1 mũi trừ, 4.5 dày 0.6 ly. Tức là cái độ dày á mọi người, cái độ dày của cái này nè. Rồi 1 mũi pH 3, 1 mũi, 2 mũi pH 2, 2 mũi pH 2, một mũi pH 1, một mũi BZ 3, BZ. Cái mũi BZ thì nó sẽ khác mũi pH là ở cái rãnh này nè. Thay vì mũi pH thì cái rãnh này nó trơn, còn mũi BZ ở cái rãnh này, chỗ này nó sẽ có thêm một cái cạnh nữa ha. Có thêm một cạnh nhỏ nữa. Tức là bốn rãnh này nó có thêm bốn cạnh nhỏ nữa. Là mũi BZ. Còn những cái thiết bị nào nó sử dụng con ốc BZ thì cái đó em không biết. Đó, mũi BZ 3, mũi BZ 2, 2 mũi BZ 2, mất mũi BZ 1. Thấy trống trống kỳ quá, em mới lấy cái đầu nối dài của con Boss này em gắn vô cho nó đủ bộ ha. Đó thì hai sản phẩm này, mã số 7129, giá 230.000, chuyển khoản em bao ship. Tiếp theo là cái combo dít của Vetsell ha, combo dít của Vetsell 4 cây dít với lại một cây dít góc hẹp. Cây dít góc hẹp này của Anet, Anet made in Japan ha, Anet made in Japan, và một set mũi dít. Thì set mũi dít này nó bao gồm nè, pH 1, pH 2, pH 3, trừ 4, trừ 5.5, trừ 7, và mũi bông sao không có lỗ, mũi qua thị không có lỗ, tức là mũi T ấy, mọi người, T10, T15, T20, T25 ha. Đó, với lại cái dít góc hẹp của Anet, cây này còn rất là xịn sò nha, đảo chiều đây nè mọi người, gạt qua gạt lại ha, còn rất là sáng đẹp, rất là sáng đẹp nha. Anet là đỉnh của đỉnh, nó trong cái lĩnh vực này đó, made in Japan nè, đóng chìm luôn nha. Đó, mình có thể gắn cái mũi vít này vô, mình làm cái vít góc hẹp, mình dặn trong mấy cái vị trí hẹp đó mọi người, mà không thể nào mà đưa cây vít hoặc là đưa máy bắn vít vô được á, mình dùng cái vít này mình giải quyết nó ha, hoặc là dùng để chịu con ốc vít bên đây và dặn con tán bên kia đó. Trường hợp mà hai bên, một bên là đầu vít, còn bên là đoạn tán á, nếu mình không chịu mình dặn nhiều khi nó bị xây, thì cái này mình có thể mình dùng mình chịu, nó ngắn vậy mình dễ chịu hơn. Còn cây dài này mình không thể nào mình dùng mình chịu được, chịu nó theo leo vậy mình không nhận được. Rồi cái này ha, rồi bốn cây vít này, hai cây vít hồ lô nhỏ của Vetsell, tất cả của Japan hết nha mọi người, hai cây vít cán trụ, hai cái vít hồ lô nhỏ này nó dài 15,5 cm là nó bao gồm một cây trừ này là trừ 5, trừ 6 gì đó, một cây trừ ha, mũi còn vuông vứt nha, dặn còn tốt, và một cây pH 1 ha, mũi pH 1 là giống như là chưa có xài luôn, còn mới tinh nè,
cán hồ lô, cao su mềm. À, cây B hấp ngọt này là dít đóng luôn nha mọi người. Dít đóng chưa có xài, đúng rồi, chưa có dấu luôn nè. Đó, cao su còn đẹp. À, cái màu tím, cái màu cam. Sao ben hết nha. Rồi một cặp dít cán hình trụ. Một cây là trừ, cũng một cây trừ nữa. Trừ này trừ lớn hơn nè. Trừ này trừ 6. Và một cây BH2. Cây BH2 nè giống như chưa xài luôn. Cây lướt à. Cây trừ 6 nè cũng còn vuông dứt ha. Vuông dứt thẳng thốn ha. Mũi dứt còn đẹp, sáng đẹp, cán cao su mềm. Còn rất là liền lạc, đẹp. Đặc biệt là hai cây này dứt đóng luôn. Một cây BH2 á là chưa có đóng luôn nè. Còn cây trừ á thì có một vài dấu đóng ha. Hai cây này nó dài bằng nhau, nó dài là 2 tấc 2. Dài 2 tấc 2. Rồi combo 4 cái vít này. Một cái vít gốc hẹp và một set mũi vít. Mã số 7130. Giá 470.000, chuyển khoản em bao ship. Rồi, em sẽ giới thiệu cây kèm này. Đây là cây kèm Quy Ha của Đức. Cây này là em nhập mới nha mọi người. Cây này là em nhập mới. Thì cái cây này cái thông số nó là dài 1 tấc 8. Cái mã số nó nè mọi người. Đó, mã số nó nè mọi người, chết ha, chết mã ha. Thì em sẽ nói sơ về cái cây này nha. Cây này là em nhập mới từ một cái công ty chuyên nhập khẩu hàng từ Đức, Nhật về phân phối Việt Nam ha. Đây chữ Germany màu đen nè mọi người. Cây này nó đạt được rất nhiều cái tiêu chuẩn ngặt nghèo của châu Âu. Tiêu chuẩn GS, rồi tiêu chuẩn VDE, rồi tiêu chuẩn ESC nè, quá trời nè. Cách điện 10.000 won. Cái vỏ này nè. Vỏ này cách điện 10.000 won. Rất là dày. Cầm rất là sướng tay luôn á. Hồi nào giờ em mới cầm được một cây kèm mà nó sướng như vậy mọi người. Professional Electric á, dòng chuyên nghiệp. Điện chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cho chú bác anh em bên ngành điện nha. Dạ, em sẽ nói sơ về cái thông số của cái cây kèm này. Theo như bên phía công ty họ cung cấp á, thì nó được làm từ thép C70 full luôn. Từ đầu kèm tới đuôi kèm là được làm từ thép C70. Thì cái bản thân của thép C70 này á, thì nó chỉ đạt được cái độ cứng là 46HLC thôi ha. Độ cứng là 46HLC. Nhưng nó đặc biệt ở cái là ở phần đầu kèm họ sẽ xử lý cái phần mạ và tôi cái phần đầu kèm, tôi phần đầu kèm và mạ, xử lý mạ. Mạ là mạ 4 lớp ha, mạ 4 lớp đầu kèm với lưỡi kèm. Họ mạ 4 lớp nha. Và cái thời gian mạ của họ là rất là lâu. Đó, cho nên cái độ cứng nó tăng lên là từ 65 cho tới 66 HLC. Trong khi những cái kèm của Nhật ở thị trường bây giờ thì cái độ cứng nó thì cây nào đỉnh lắm thì cũng chỉ 64 HLC thôi. Còn thông thường là 60 ha. Đó, thì cái cây này á là kìm cắt. Đó. Nó cắt được dây piano 1.6 mm. Cắt dây piano 1.6 mm nha mọi người. Đây là cọng dây kẽm mà mình dùng để làm hàng rào rồi nè. Thì em sẽ thử cho mọi người coi. Rất là nhẹ nhàng nha. Rất là nhẹ nhàng luôn á. Cái cọng kẽm này thì nó... Cọng kẽm này thì nó ấy thôi. Nó nhỏ thôi à. Nó tầm 2 ly thôi. 2 ly mấy thôi. Nhưng mà cái lực cắt nó rất là nhẹ. Tức là cái độ sắc bén của cái lưỡi kềm nó rất là bén nha mọi người. Không có hở sáng luôn á. Ha. Còn cắt dây điện. Cắt dây điện thì khỏi phải bàn nữa. Đặc biệt là nó thiết kế là nó cắt dây điện rất là nhẹ mọi người. Nó không có bị búng cái phần thừa. Nó không có bị búng phần thừa. Cái đó là một cái đặc biệt. Là đối với chú bác anh em là bên ngành điện á,
Đó, mình cắt trong mấy cái tủ điện nó không có bị văng, không có bị văng ha. Đó, thì em sẽ nói sơ về cái giá như cái thông số của nó như vậy cho chú bác anh em có thể tìm hiểu thêm ha. Đó thì đây nó có mã nè, có mã ở đây nè. Nha. Thì chú bác anh em cứ check, hiện tại thì cây này trên thị trường á cũng có một số nơi người ta bán giá khuyến mãi là 780.000 và giá chưa khuyến mãi là trên 1 triệu. Nhưng mà cây này là em nhập của một cái công ty đó, công ty đó đang cái kiểu như là đang được Guiha này họ ưu đãi sao đó. Đó thì cái giá em bán ra là 450.000, chuyển khoản em bao ship ha. Cái này là thách thức rỉ sét nha mọi người, thách thức rỉ sét, thách thức tất cả các môi trường biển, môi trường nước muối, môi trường hóa chất là thách thức nha. Tức là trong cái điều kiện mình xài á, chứ còn nếu mình ngâm nước muối thì theo như công bố của nhà sản xuất á, nếu mà mình phun nước muối á thì sau 96 giờ nó mới bị tình trạng bị rỉ. Còn nói những cây kem xi mạ bình thường á thì chỉ tầm 24 tới 36 tiếng là cao là nó sẽ bị rỉ liền. Còn cây này nó khả năng nó chịu được 96 tiếng đồng hồ. Và thêm cái chi tiết nữa là cái khả năng cắt của nó, nếu mà xài bình thường có thể cắt 45.000 lần, cắt 45.000 lần. Còn nếu mà test một chỗ, test một vị trí thì tối đa lên tới 30.000 lần, trung bình là 25.000 lần thì nó sẽ có dấu hiệu bị mòn. Đó, theo như là bên phía công ty họ cung cấp những cái thông tin vậy cho em. Rồi đó, thì em nhập về một ít em giới thiệu cho bác anh em. Em thấy cái giá nó quá tốt và kiềm nó quá đỉnh. Cái giá này thực ra nó còn rẻ hơn cái giá đồ vải, giá kiềm bãi luôn mọi người. Kiềm bãi có những cây mà nó dạng như đồ cổ á, cũng 400-500 ngàn cây chứ đâu có ít. Đó, rồi mã số 7131, 450.000, chuyển khoản em bao ship nha. Em được vài cây thôi, không có nhiều. Rồi hết nha chú bác anh em. Mọi người coi cái nào mà phù hợp với công việc cũng như sở thích của mình thì nhắn tin đặt hàng nha, chủ nhắn tin bên SMS nha mọi người, đừng có nhắn bên Zalo ha. Rồi em cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.